Hôm 31 tháng 3, Nhà Trắng đã phát đi thông báo sẽ xuất kho trung bình 1 triệu thùng dầu mỗi ngày trong vòng 6 tháng tới từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược. Tổng sản lượng dầu dự kiến sẽ được giải phóng là khoảng 180 triệu thùng. Đây đã là lần thứ 3 Washington sử dụng biện pháp này để bình ổn thị trường trong vòng 6 tháng qua. Động thái này cùng nỗ lực của các nước thành viên IEA được kỳ vọng sẽ giúp hạn chế sự gián đoạn nguồn cung như những lần xả kho hồi năm 2005 sau cơn bão Katrina tại Mỹ hay năm 2011 khi khủng hoảng địa chính trị xảy ra tại Libya. Tôi tin rằng bằng cách bổ sung nguồn cung, chúng ta sẽ gây áp lực khiến cho giá dầu thô giảm xuống. Điều này sẽ có lợi cho người tiêu dùng, cho giá cổ phiếu, bởi giá xăng dầu sẽ giảm, nền kinh tế cũng sẽ được hưởng lợi, bởi vì nếu giá xăng dầu tăng 10 đô la Mỹ, tăng trưởng GDP sẽ bị giảm đi 0,2 điểm phần trăm và ngược lại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác lại cho rằng động thái của Mỹ mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực chất, bởi theo ước tính của IEA, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sẽ khiến thị trường thiếu hụt khoảng 3 triệu thùng dầu mỗi ngày. Đây sẽ là khoảng trống mênh mông mà kho dự trữ chiến lược của Mỹ và các nước thành viên IEA khó lòng bù đắp được trong dài hạn. Hãy nhớ rằng, mức tiêu thụ dầu trên thế giới là 97 triệu thùng một ngày. Chúng ta đang nói về việc xả kho 1 triệu thùng một ngày trong 6 tháng, hoặc có thể lâu hơn. Đây có thể là một ý tưởng hay và quả thực đã có tác động nhất định tới giá dầu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu xét về số lượng, con số này không quá lớn và mang tính tượng trưng nhiều hơn. Ngân hàng JP Morgan đề xuất IEA có thể cam kết giải phóng ít nhất 50 triệu thùng dầu một tháng trong quãng thời gian còn lại của năm 2022 để đảm bảo tính hiệu quả. Tuy nhiên điều này là không hề đơn giản bởi các số liệu cho thấy dự trữ dầu do chính phủ kiểm soát giữa các quốc gia thành viên IEA hiện đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2005. Bên cạnh đó, việc xả kho vào thời điểm hiện tại cũng tiềm ẩn rủi ro làm gia tăng nhu cầu dầu và giá dầu trong dài hạn khi các nước cố gắng mua vào để phục hồi kho dự trữ. Hoa sen hôm ôi sao tuyệt thế, giải pháp toàn diện cho ngôi nhà chúng ta. Hoa sen hôm, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa sen.